Hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu nhân ngày môi trường thế giới 5 tháng 6, đồng thời hưởng ứng phong trào cả nước chung sức đồng lòng góp sức trồng mới 1 tỷ cây xanh do chính phủ phát động. Công an Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức nhiều hoạt động trồng cây xanh, thu gom rác thải biển. Thực hiện chiến dịch chống ô nhiễm nhựa, công an các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ về tác hại của chất thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường. Từ đó thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, khó phân hủy bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm về môi trường, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép. Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây và phong trào cả nước chung sức đồng lòng góp sức trồng mới 1 tỷ cây xanh do chính phủ phát động, lực lượng công an tỉnh đã trồng được hàng vạn cây xanh tại khu vực trụ sở công an, các đơn vị địa phương và các vị trí đất được giao quản lý, trao tặng hơn 700 cây Lekima cho các đơn vị địa phương trong cả nước, góp phần xây dựng môi trường xanh sạch đẹp. Tiếp tục các hoạt động ý nghĩa này, công an tỉnh tổ chức trồng cây tại xã Phước Hội và ra quân thu gom rác thải nhựa, rác thải nguy hại, làm sạch môi trường tại bãi biển Phước Hải, huyện Đất Đỏ.